Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Tìm hiểu Honda Way 105i 2024 có gì mà giá đắt gấp đôi cái chiếc Honda Future FE 2024. Cái dòng xe số Honda Way 105i 2024 được các đĩa phân phối với mức giá bán lẻ đề xuất cái động trong khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Tức là đắt gấp đôi cái mẫu xe đồng cùng phân khối nội địa là cái chiếc Future FE 2024. Thị trường xe máy Việt Nam rất đa dạng ở nhiều cái phân khúc khác nhau. Và ngay trong cùng một khúc xe số cơ nhỏ, mặc dù là dòng xe sản xuất nội địa, Honda Future FE 2024 cũng đã có mặt và tạo ra được cái danh tiếng với người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng không phải là không có sự cạnh tranh từ những cái dòng xe ngoại nhập như Honda Way 105i 2024. Cái chiếc Honda Way 105i 2024 vốn dĩ một cái dòng sản phẩm dành cho thị trường Thái Lan. Và ở bên cái xứ chùa vàng thì cái mẫu xe số này với mức cái bán niêm yết chưa động trong khoảng từ 55.200 bạc Thái đến 57.400 bạc Thái. Đó ra tiền Việt nó tương đương là từ 38.500 đồng đến 40 triệu đồng tùy theo cái phiên bản bành nang hay là bành đúc. Mức giá bán niêm yết như vậy không chênh lệch nhiều so với cái chiếc Honda Future FE 2024 tại thị trường Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng cái câu chuyện trở nên hoàn toàn khác khi cái chiếc Honda Way 105i 2024 được nhập về bán thị trường Việt Nam theo cái đường tiểu ngạch. Theo khảo sát một vài lý bán lẻ cho biết, cái chiếc Honda Way 105i 2024 đang được phân phối với mức giá bán chưa động trong khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Với mức giá bán như vậy, rõ ràng đã đắt gấp đôi nếu so với cái dòng sản phẩm trong đồng cùng phân khúc là Honda Future 105 FE 2024. Và một cái câu hỏi đặt ra là cái chiếc Way 105i 2024 nó có gì để hút được người tiêu dùng khi có mức giá bán gấp đôi so với cái chiếc Future FE 2024 như vậy? Hiển nhiên cái điểm khác biệt của chiếc Way 105i 2024 với cái chiếc Future FE chính là cái mẫu xe Way 105i là một cái dòng xe nhập khẩu. Một cái sản phẩm nhập khẩu thường muốn là cuốn hút một bộ phận nhất định của người tiêu dùng Việt Nam. Nhưng không vì thế, cái chiếc Way 105i 2024 cũng được đánh giá là một cái dòng xe số có nhiều cái ưu thế về mặt thiết kế và trang bị. Diện mạo chiếc xe trang nhã, công nghệ thì tiên tiến. Cái điển hình là hệ thống cái đèn pha hoàn toàn bằng bóng LED, chiều cao tích hợp 4:1 và có luôn cái tính năng là mở cốp tiện lợi. Phía trước chiếc xe có hốc đựng đồ để vừa cái chai nước nhỏ, phần yên ngọ thì tương đối rộng rãi và bên dưới yên là cái cốp đựng đồ. Cái thiết kế cái bánh bánh nhìn nó mạnh mẽ, thể thao và những cái tấm ốp trên xe nhìn cũng sắc nét và bề thế. Nhưng cái điều đáng chú ý, cái sức mạnh của chiếc Way 105i 2024 đến từ động cơ Honda Smart Engine 125cc, phun xe tử VZE giúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm xăng. Theo công bố từ nhà sản xuất cho biết, cái chiếc Way 105i 2024 đạt cái mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào khoảng 71.4 km trong lít xăng. Nhìn chung thì cái chiếc Honda Way 105i 2024 về cái mác là ngoài xe nhập khẩu thì nó chưa có gì nổi trội so với cái chiếc Future FE 2024. Tuy nhiên việc thích cái dòng xe ngoại là nhu cầu của mỗi người. Tổng thể mà nói, Honda Way 105i 2024 là một cái dòng xe vận hành đáng tin cậy, đem đến hiệu quả về cái việc đi lại hàng ngày và tiết kiệm chi phí vận hành. Chỉ có điều giá xe khi nhập về thị trường Việt Nam do phải thêm nhiều cái chi phát khác nên mức giá bán khá đắt so với một cái mẫu xe số cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, kỳ tiếp nhớ like, share, subscribe.